Xin chào tất cả các anh em nha. Video này sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim con token có ký hiệu là BRQ nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn lấy phần link mô tả video của mình, các bạn mở link form nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên web nha các bạn. Cho bạn chờ chút xíu nha các bạn. Sau khi các bạn mở web thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một email của mình nè các bạn. Các bạn điền địa chỉ email của mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào một sign up nha các bạn. Email này nó sẽ gửi về cho bạn 24 giờ, các bạn vào mail và điền lại cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở link form ra nè các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào đây nè. Dòng thứ hai thì các bạn cho anh sao Discord nè các bạn. Trên sao Discord ghi là username Discord nè. Thì các bạn mở cái nhấp vào nha các bạn. Discord thì các bạn chỉ việc chấp nhận là mờ thôi các bạn. Khá là dễ nha các bạn. Sau khi các bạn chấp nhận là mở Discord, các bạn copy username này nè các bạn. Username Discord của mình chỗ này nè các bạn. Các bạn sao chép ra nha các bạn. Rồi các bạn log ra. Khoan các bạn, chờ chút xíu nha. Rồi các bạn điền trên tờ Discord, các bạn điền là username Discord chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn giới thiệu là cái username Discord mình có để phần link mô tả, các bạn điền cho mình là Quỳnh Văn Anh thăng 6837, các bạn chỉ bấm gửi các bạn. Để mình qua kiểm tra cái email vậy chưa các bạn. Các bạn mình có thiết bước các bạn. Dùm đầu các bạn điền ở email các bạn khai báo trên web nha các bạn. Rồi chỉ bấm gửi là xong các bạn. Để mình qua kiểm tra email đi. Email nó sẽ gửi về trong vòng 24 giờ nha các bạn. Chỗ này khá là dễ luôn. Hiện tại dán chưa gửi về mail cho mình bạn, nó gửi về mail trong vòng 24 giờ và các bạn nhấp vào, sau khi nó gửi về một cái email các bạn nhấp vào một, nó có một cái link form, các bạn khai báo địa chỉ ETH và cái username Discord là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con token BRQ đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.